Hy Lạp, Hy Lạp. Ôi, thật là Hy Lạp. Đức Thế Tôn và các vị Thánh Tăng A-La-Hán quả là những đối tượng tuyệt vời nhất, những đối tượng dễ dàng nhất cho sự Hy Lạp có thể phát sanh. Đúng là như vậy. Đã vài lần tôi đọc câu chuyện về nhóm 500 vị tỳ khưu đứng đầu được lãnh đạo bởi vị tỳ khưu Yasocha. Yasocha, con trai của người đánh cá. Câu chuyện được ghi trong kinh Tiểu Bộ. Và hôm nay, khi nhớ lại câu chuyện này, niềm Hy Lạp mạnh mẽ đã lại phát khởi trong tôi. Và nhưng tuy thế, khi chiều nay tôi đã thua một trận trước phiền não. Phiền não làm cho tâm quay cuồng. Những ý nghĩ, tư duy đến dục lạc sanh khởi liên tục. Mà chánh niệm thì đầu tiên nó còn có, sau cuối cùng là biến mất. Nhưng sau khi đọc lại sách pháp Thoát Mọi Khổ Ách, có trích dẫn rất nhiều lời dạy của Đức Thế Tôn, thì tôi cảm thấy hoàn toàn an vui trở lại và thấy rõ điểm yếu trong 7 pháp, 9 pháp để chấn áp tham dục triền cái. Chấn áp tham dục thì có 2 pháp đang là chưa được mạnh mẽ cho lắm. Đó là pháp tiết độ trong ăn uống. Dạo này ăn uống hơi bị linh tinh, cần phải thực hiện pháp này. Pháp thứ hai là tu tập 7 giác chi. Thì trong số 7 giác chi thì tấn thì có, tín có. Tín là nằm trong ngũ căn ngũ lực, xin lỗi. Tấn có, niệm có, định cũng có tu tập. Nhưng mà có pháp liên quan đến hỷ giác chi thì là ít tu tập. Hỷ giác chi. Và như vậy cần phải làm tăng trưởng hỷ giác chi. Thì một trong những cách mà làm phát sinh được hỷ giác chi đó là đọc những câu chuyện hoặc là tưởng niệm đến ân đức của chư Phật, chư Phật độc giác và các vị Thánh Tăng A-La-Hán. Thì vậy tôi sẽ đọc lại, nói lại câu chuyện liên quan đến Đức Thế Tôn và 500 vị tỳ khưu đứng đầu là Ngài Yasocha. Vào thủ đó tại Veluvana, vườn trúc, có các vị tỳ khưu từ nơi phương xa đi đến để đảnh lễ diện kiến Đức Thế Tôn. Nhóm tỳ khưu đó gồm có 500 vị, đứng đầu là Đại Đức Yasocha. Thế nhưng tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị để chỗ ở, sàng tọa, chỗ ngồi, chỗ nằm, thì 500 vị tỳ khưu này ồn ào, lớn tiếng, cười nói và làm cho khu vực đó không còn có được sự an tịnh,
bởi nội tâm của những người an tịnh nữa, mà đó là những nội tâm thô tháo, vọng động, thất niệm, lắm mồm lắm miệng. Đức Thế Tôn hỏi Ananda: Này Ananda, tiếng ồn ào gì vậy? Nghe giống như là của hàng tôm tranh cướp với hàng cá vậy. Ngoài chợ hàng tôm tranh cướp với hàng cá. Chư Phật ạ, thì các ngài biết, các ngài vẫn hỏi. Các ngài biết, các ngài vẫn không hỏi. Các ngài chỉ hỏi khi thấy rằng câu trả lời đem lại lợi ích và là lúc hợp thời để ngài giáo giới hoặc là thuyết pháp hoặc là đề ra một điều luật cấm chế nào đó với chư tỳ khưu tăng. À, trong trường hợp này thì Đức Thế Tôn biết rõ là nguyên nhân của tiếng ồn rồi, nhưng Đức Thế Tôn vẫn hỏi Ananda. Ngài đấy Ananda, thị giả của Đức Thế Tôn, mới bạch với Đức Thế Tôn như sau. Bạch Đức Thế Tôn, đó là tiếng ồn gây nên bởi nhóm tỳ khưu do Jasocha, con trai người đánh cá dẫn đầu, đi đến từ phương xa để đảnh lễ Đức Thế Tôn trong lúc chuẩn bị chỗ ngồi nằm, dọn dẹp, sắp xếp sàng tọa, đã gây ra tiếng ồn như vậy. Đức Thế Tôn mới nói là: Này Ananda, ta thì liên quan gì đến những vị tỳ khưu như vậy? Ông hãy nhân danh ta đến nói với các vị tỳ khưu đó rằng Đức Thế Tôn không muốn trông thấy các vị. Các vị hãy đi đi. Các vị hãy đi đến nơi nào mà các vị thấy phù hợp với các vị. Và như thế, Đại Đức Ananda đã đi đến nói với Ngài Jasocha và nhóm tỳ khưu 500 vị. Như thế chúng ta thấy là nhóm 500 vị tỳ khưu này là đầu tiên là dọn dẹp để có thể ở được 1-2 đêm diện kiến Đức Thế Tôn. Nay thì họ phải dọn dẹp để đi nơi khác, chứ không còn được diện kiến Đức Thế Tôn nữa. Và sau khi thu dọn xong thì nhóm 500 vị ra đi dưới sự dẫn đầu của vị tỳ khưu Jasocha. Các vị ấy đã đi đến bờ sông Vắc Cụ Mụ Đà. Và ở đây Đại Đức Jasocha đã nói với nhóm 500 vị như sau: Thưa các đại đức, Đức Thế Tôn đuổi chúng ta đi không phải không có lý do. Đức Thế Tôn đuổi chúng ta đi là có lý do. Đức Thế Tôn luôn luôn mong mỏi sự tốt đẹp, sự an lạc, sự trí tuệ ở nơi các vị tỳ khưu. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hành như thế nào để có thể đem lại sự an lạc và niềm tin, và cũng như sự mong mỏi là đem lại lợi ích cho các vị tỳ khưu đến cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ thực hành như vậy. Và các vị tỳ khưu ấy đã vâng đáp lại lời của vị lãnh đạo Ngài Đại Đức Jasocha. Trong mùa an cư kiết hạ suốt 3 tháng mùa mưa ở bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa, nhóm 500 vị tỳ khưu đã nhiệt tâm, tinh cần, không phóng dật, nhiếp phục các triền cái, chiến thắng mọi tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, nghi trạo cử hối, và kết thúc mùa mưa, cả 500 vị đã trở thành những vị A-la-hán, đoạn tuyệt mọi phiền não. Các ngài đã đạt đến mục đích, đã hoàn thành mục đích, mà vì mục đích đó, con trai người gia chủ đã từ bỏ các tài sản lớn bé, chân chánh xuất gia,
và đạt giới. Phạm hạnh đã hoàn thành, đã viên mãn, không còn có việc gì cần phải làm thêm nữa. Khi đó Đức Thế Tôn đang đi kết thúc mùa mưa, khi đó Đức Thế Tôn đang đi du hành với các vị tỷ khưu trong xứ sở. Rồi Đức Thế Tôn nói với Ananda như sau: Này Ananda, có ánh sáng lớn xuất hiện ở bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa. Có ánh sáng lớn xuất hiện ở bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa. Chỉ nghĩ tưởng đến nơi đó thôi đã có được an lạc rồi, còn nói gì đến việc đi đến những nơi như vậy. Này Ananda, hãy nhân danh ta phái một sứ giả đến bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa và nói với các vị tỳ khưu nhóm 500 vị đang cư ngụ tại đó. Nói với nhóm tỳ khưu 500 vị tại đó rằng Đức Thế Tôn muốn gặp các vị. Đức Thế Tôn muốn gặp các đại đức. Như thế ngài Đại Đức Ananda đã tìm đến một vị tỳ khưu và nói: Thưa đại đức, Đức Thế Tôn muốn gặp các vị tỳ khưu ở bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa. Xin hãy truyền lời nhắn của tôi đến các vị ấy. Và vị tỳ khưu sứ giả thiện xảo như viên lực sĩ, có cánh tay và duỗi cánh tay, đã biến mất ngay tại nơi đó và xuất hiện ở bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa. Vị ấy nói với các vị tỳ khưu rằng: Thưa các vị tỳ khưu, Đức Thế Tôn muốn gặp các vị. Các vị hãy đến gặp Đức Thế Tôn ngay. Và rồi sau đó vị tỳ khưu sứ giả cũng như viên lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất tại bờ sông Vắc Cụ Mụ Đa và xuất hiện ở nơi vị ấy đã ra đi. Ngay sau đó thì Già Sô Trạ cùng với các vị tỳ khưu đã thu xếp sàng tọa, y bát, chỉnh tề, và nhóm 500 vị tỳ khưu cũng thiện xảo như viên lực sĩ co cánh tay và duỗi cánh tay, biến mất tại bờ sông và xuất hiện tại nơi Đức Thế Tôn cư ngụ. Lúc đó đã vào buổi chiều, tức là bước vào canh đầu tiên của đêm. Đức Thế Tôn đang ngồi nhập định. Già Sô Trạ và các vị tỳ khưu tác ý như sau: Đức Thế Tôn đang nhập ở trong loại định nào vậy? Sau khi xác định được Đức Thế Tôn đang nhập ở trong không tướng định, tất cả 501 vị tỳ khưu ấy cũng đã nhập vào trạng thái không tướng định ngay tại nơi đó. Vào khoảng đầu của canh thứ hai, Đại Đức Ananda đáp y một bên, đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhóm tỳ khưu 500 vị đến diện kiến Đức Thế Tôn đã đợi lâu. Xin Đức Thế Tôn hãy cho phép họ được diện kiến. Đức Thế Tôn vẫn nhập định và yên lặng. Vào khoảng cuối của canh thứ hai, Đại Đức Ananda đã lại đáp y và lặp lại lời nói lần đầu tiên. Đức Thế Tôn vẫn bất động trong định đang nhập. Vào khoảng đầu của canh thứ ba, Đại Đức Ananda cũng lặp lại hành động và lời nói như vậy. Lần này Đức Thế Tôn
xuất ra khỏi định ấy và nói với Ananda: Này Ananda, ông không hiểu biết gì về loại định mà ta và 500 vị tỳ khưu đang nhập định. Chúng ta đang nhập không tướng định, cho nên ông đã thỉnh mời Như Lai làm một việc không phải lúc. Và như thế, tất cả các vị tỳ khưu nhóm Ngài Yasocha cũng xuất ra khỏi định ấy và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Câu chuyện đã kết thúc ở đây. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy được rất nhiều điều an lạc và lợi ích. Đức Thế Tôn quả thật có rất nhiều cách giáo giới, mà không có giáo giới nào lại không hiệu quả, không đem lại lợi ích. Mọi cách giáo giới của Đức Tôn đều hiệu quả và đều đem lại an lạc, lợi ích, đúng lúc, đúng thời. Thật sự là vậy. Thế cho nên hành động và lời nói của Đức Thế Tôn là đuổi nhóm 500 vị kia đi đã là một sự giáo giới lớn và phù hợp với nhóm 500 vị. Những vị có niềm tin, những vị có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Niềm tin của Đức Thế Tôn, niềm tin vào Đức Thế Tôn được khởi phát lên bởi Ngài Yasocha, con trai người đánh cá, vị lãnh đầu, vị trưởng đoàn. Vậy thì chúng ta sẽ thực hành như thế nào để đem lại sự hài lòng nơi Đức Thế Tôn? Và như vậy, các vị ấy thật là có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi khi biết rằng sự thô tháo, vọng động, thất niệm của mình chính là nguyên nhân khiến Đức Thế Tôn không muốn gặp gỡ các vị và đuổi các vị ấy đi. Các vị tỳ khưu ấy quả là những con người hiền thiện, không tỏ ra giận dỗi. Những vị tỳ khưu đó quả là những con người dễ dạy, những con người nhu nhuyến, thuần thục. Chỉ một lời trách móc, chỉ một lời đuổi đi của Đức Thế Tôn đã làm khởi phát lên sự nhiệt tâm, khởi phát lên sự tinh cần. Và như thế, những công hạnh tu tập trong thời quá khứ của các vị tỳ khưu đã được Đức Thế Tôn khéo léo làm cho khởi phát, làm cho bùng khởi, làm cho chuyển biến. Và như thế, an lạc thay, an lạc thay, khi bờ sông Vắc Vụ Mụ Đa rực sáng lên bởi ánh sáng của tâm giải thoát, bởi ánh sáng của tuệ giải thoát. Hơn thế, Đức Thế Tôn cũng quả thật là kỳ diệu khi nói rằng: Này Ananda, bờ sông Vắc Cũ Mụ Đa có ánh sáng lớn, chỉ nghĩ tưởng đến nơi ấy thôi đã an lạc lớn rồi, còn nói gì đến việc đi đến nơi ấy. Bậc Đại A-la-hán nên Ngài biết rất rõ lợi ích, giá trị, trí tuệ của các vị A-la-hán khác. Hy hữu thay, kỳ diệu thay, vì diệu thay là các vị A-la-hán xuất hiện trên thế gian. Và Đức Thế Tôn đã từng nói: Chừng nào còn có những người
thực hành nghiêm chỉnh theo con đường bát chánh đạo thì chừng ấy trên thế gian này sẽ không vắng bóng những vị thánh nhân A-la-hán. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc. Mong sao với sự thật này con cũng trở thành một vị A-la-hán. Pháp thật vi diệu, pháp thật không dễ gì để mà thấy. Quả thật là như vậy. Hôm nay sau buổi thọ thực buổi sáng là một bữa ăn lớn. Dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ, rồi cho những thức ăn cho người và cho những sinh vật. Thì tôi ngồi xuống. Nhưng mà ngồi xuống như vậy chắc chắn là sẽ buồn ngủ. Tôi cũng biết là như vậy. Nhưng tự nhủ rằng buồn ngủ thì buồn ngủ. Nhưng ta sẽ không nằm xuống. Và như vậy thì có ngủ ngồi thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng rồi sau đó, khi ngồi được một lúc, tôi chợt nhận ra rằng, chợt nhớ lại bài kinh liên quan đến bảy pháp giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Bảy pháp giác chi thì nhiều người biết rồi, nhưng mà áp dụng các pháp chi ấy như thế nào thì lại là chuyện khác. Trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, rồi thì ngoài ra còn có định giác chi, khinh an giác chi, xả giác chi và niệm giác chi. Thì thật sự mà nói, tôi đã từng trích dẫn trong chương Đúng Thời Tùy Pháp, cuốn sách Thoát Mọi Khổ Ách. Mà quả thật, mình trích dẫn pháp của Đức Thế Tôn là một chuyện. Tại thời điểm đấy mình hiểu và thực hành là một chuyện. Còn có rất nhiều khoảng cách với nhau, khoảng cách khá là xa. Rồi sau này khi tôi thực hành pháp thì cái sự hiểu biết nó thay đổi, nó tiến bộ hơn. Nên sự hiểu biết khác nữa. Thế cho nên có lẽ sau này cần phải biên soạn một cuốn chú giải, giải thích, phân tích những cái phần quan trọng trong cuốn sách Thoát Mọi Khổ Ách này. Thực ra là Thoát Mọi Khổ Ách là tựa đề tên thôi. Còn lại pháp trong này đều là của Đức Thế Tôn hết đó. Chẳng có pháp nào của tôi cả. Rồi, rồi đấy là việc của tương lai. Chúng ta hãy nói về hiện tại. Đó là hôm nay nhân cái chuyện mà ngồi xuống lừ đừ buồn ngủ như vậy là không đúng pháp. Trong trường hợp tâm tôi thụ động như vậy thì theo như bài kinh mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy thì là phải thời để tu tập tinh tấn giác chi. Phải thời là tu tập trạch pháp giác chi. Phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vậy khi tôi ngồi xuống như vậy thì tâm đã thụ động rồi, mình lại ngồi nữa. Như thế thì tâm nó sẽ như vậy là tu tập định, hay là tu tập khinh an, xả giác chi, không phù hợp. Vì tâm nó đã lừ đừ giải đãi rồi. Tâm nó đã lừ đừ thụ động, không phân chấn. Như vậy, bây giờ
Tôi sẽ đọc lại và phân tích lại chương đúng thời tùy pháp trong cuốn Thoát Mọi Khổ Ách. Pháp của Đức Thế Tôn bao giờ cũng là thuận thứ, từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu. Nhưng tất cả các pháp ấy bao giờ cũng nương tựa vào nhau, tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Một pháp thực hành tốt chưa đủ, hai pháp thực hành tốt cũng chưa đủ, mà còn cần sự phối hợp với nhau một cách đồng bộ. Điều này là vô cùng quan trọng, cũng giống như chiếc xe bởi kéo, cũng giống như chiếc xe được kéo bởi đàn ngựa. Nếu chúng không chạy cùng một hướng, chạy cùng một tốc độ, thì chiếc xe không thể chuyển động một cách tốt đẹp, càng chẳng thể chạy được dài lâu và đến được đích. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh văn sau. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ khưu, tỳ khưu không có thể chứng ngộ được vô lượng thanh lương. Vô lượng thanh lương ở đây được hiểu là Niết Bàn. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu khi nào tâm cần hạn chế, khi ấy không hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy lại không phấn chấn tâm. Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không làm cho tâm hoan hỷ. Khi nào tâm cần phải chú xả, quán sát, khi ấy lại không làm cho tâm chú xả, quán sát. Xu hướng về hạ liệt, hoan hỷ thân kiến. Như vậy, thành tựu sáu pháp này, này các tỳ khưu, tỳ khưu không thể chứng ngộ được vô lượng thanh lương. Thành tựu sáu pháp này, các tỳ khưu có thể chứng ngộ vô lượng thanh lương. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ khưu khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy phấn chấn tâm. Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy làm cho tâm hoan hỷ. Khi nào tâm cần phải chú xả, quán sát, khi ấy làm tâm chú xả, quán sát. Xu hướng về thù thắng, hoan hỷ, niết bàn. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ khưu, tỳ khưu có thể chứng ngộ vô lượng thanh lương. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số từ ngữ có thể là hơi khó hiểu. Ở đây này các tỳ khưu khi nào tâm cần phải hạn chế. Tâm cần phải hạn chế. Hạn là giới hạn. Chế là chặn lại, ngăn chặn lại, chế ngự lại. Như vậy là hạn chế, chúng ta hiểu rồi, giới hạn lại, giảm bớt lại, chế ngự lại. Thì rồi, khi nào tâm cần phải hạn chế, khi ấy hạn chế tâm. Khi nào tâm cần phải làm phấn chấn, thì làm phấn chấn tâm. Phấn thì là hưng phấn rồi đó. Từ hưng phấn nó cũng có nghĩa tương tự, nghĩa làm cho vui vẻ lên, hoan hỉ lên, làm cho nó có động lực ở bên trong hơn. Chấn là chấn hưng, chấn chỉnh, điều chỉnh lại. Thì như vậy là từ phấn chấn là như vậy. Khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỉ, thì từ này mọi người biết rồi. Khi nào tâm cần phải chú xả, xả là quân bình, trung tính, chạm nhiên, không thích thú, không chán ghét. Phải chú xả, quán sát, quán sát thì là xem xét lại, thẩm sát lại, nhìn ngắm lại,
xem là mình đang có pháp gì, pháp gì đang tốt, pháp gì đang không tốt, pháp nào đang đem lại lợi ích, pháp nào là bất thiện. Những nguyên nhân nào khiến cho pháp bất thiện sanh khởi, những nguyên nhân nào khiến cho pháp thiện sanh khởi, thì lúc đó là tức là phải quan sát lại tâm, trạng thái tâm của hiện tại. Rồi, xu hướng về thù thắng, hoan hỷ niết bàn. Thì rồi. À, hiểu rồi. Như vậy sau khi là hiểu được 6 pháp này rồi thì bây giờ chúng ta đọc đoạn tiếp theo. Như thế nào là phải thời? Và này các tỳ khưu, trong khi tâm thụ động, trong khi ấy phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng này các tỳ khưu, khi tâm thụ động thật dễ làm cho tâm phát khởi nhờ những pháp này. Chúng ta cùng đi phân tích một số từ ngữ ở đây. Tâm thụ động, tâm thụ động, tâm không năng động, tâm có xu hướng co rút, tâm có xu hướng không có hăng hái, không có tích cực, như vậy gọi là tâm thụ động. Tâm tâm như vậy gọi là tâm thụ động. Còn trạch pháp giác chi thì có một số bản dịch dịch là tuệ giác chi, có một số bản dịch dịch là tuệ giác chi. Tuệ thì theo như từ ngữ thì trạch pháp thì nó hơi khác với tuệ. Đây nó thiên hướng về tuệ do phân tích, do quan sát lại. Pháp nào đang tăng trưởng, pháp nào đang không có tăng trưởng, hiện tại của tâm là thế nào, đó là liên quan đến trạch pháp, hay dịch đúng theo như tôi hiểu nên dịch là tuệ phân tích giác chi. Tuệ phân tích giác chi, tinh tấn giác chi thì thôi mọi người hiểu rồi, hỷ giác chi, rồi mọi người hiểu rồi. Như vậy thì khi tâm mà thụ động, co rút, không hăng hái, thì phải thời là tu tập tuệ phân tích giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỷ giác chi. Như vậy trong lúc tôi vừa mới ăn no xong, ngày ngật những việc cần thiết đơn giản làm đã xong thì không muốn làm gì nữa, tâm không có muốn làm việc gì rõ rệt, xu hướng là chỉ muốn nằm lăn ra và ngủ một giấc, cố gắng gượng thì cũng ngồi ngồi để mà không nằm ngủ thôi, chứ còn tâm đấy thì thật là không làm ăn gì được trong thiền tập thì không thể chấn áp được, hồn trầm thụy miên dã dượn. Và như thế thì Đức Thế Tôn đã đưa ra ví dụ, ví như này các tỳ khưu, một người muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đấy củi khô, cỏ khô, phân bò khô, dùng miệng thổi, không có rắc bụi lên trên. Người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa ấy không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, trong khi tâm thụ động, trong khi ấy phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng này các tỳ khưu, khi tâm thụ động, thật dễ làm cho tâm phát khởi nhờ những pháp này. Như vậy là đây là khi tâm thụ động được ví như là ngọn lửa mà rất là khó cháy, ngọn lửa bị ẩm ướt, bị khói bụi, bị
không có thông thoáng, không có gió, nên ngọn lửa không thể cháy lên được. Thì lúc đó phải làm cho cái ngọn lửa ấy được tăng trưởng lên, tức là làm cho cái lửa nhiệt tình nó tăng trưởng thêm, bằng các pháp là tuệ phân tích giác chi, tức là trạch pháp giác chi đó, tinh tấn giác chi và hỷ giác chi. Mà đây Đức Thế Tôn ví là ném vào đấy cỏ khô, củi khô, phân bò khô, rồi dùng miệng thổi, không có rắc bụi lên trên, thì có thể làm cho ngọn lửa ấy cháy bùng lên được. Không phải thời. Và này các tỳ khưu, trong khi tâm dao động, trong khi ấy không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, không phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, không phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng này các tỳ khưu, tâm dao động thật khó được tịnh chỉ do những pháp ấy. Ví như này các tỳ khưu, một người muốn dập tắt một đống lửa lớn, ở đây người ấy ném vào củi khô, cỏ khô, phân bò khô, lấy miệng thổi và không rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt đống lửa lớn hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, trong khi tâm dao động, không phải thời là tu tập trạch pháp giác chi, không phải thời là tu tập tinh tấn giác chi, không phải thời là tu tập hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm dao động thật không dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp ấy. À, đây rồi. Tâm dao động. Giao có nghĩa là trao qua liệng lại. Động là chuyển động. Vậy tâm dao động là tâm không có định tĩnh, tâm vọng động, tâm có thể là ráo rác sợ sệt một cái gì đấy, có thể thêm ráo rác sợ sệt nữa. Nhưng mà và muốn tu tập cho tâm thoát khỏi trạng thái này, thì mà thoát khỏi trạng thái đối diện với dao động thì chính là tịnh chỉ. Thì không thể nào mà tu tập tâm đã vốn đã dao động rồi, không thể nào mà tu tập theo kiểu tinh tấn thêm nữa, vì tâm đã vốn dao động rồi. Giống như chiếc xe nó đã đang phóng rất là không kiểm soát được tốc độ sang bên phải, còn loạn quạng sang bên phải, sang bên trái nữa. Vì nếu mà tăng thêm tốc độ nó, thì cái xe đấy là càng nhanh chóng dẫn đến lao xuống vực, đâm chỗ nọ quạ chỗ kia thôi. Thì như vậy mà khi tâm nó đã dao động rồi thì không không nên tu tập tinh tấn giác chi, không đúng lúc để tu tập hỷ giác chi, cũng không đúng lúc để tu tập tuệ phân tích giác chi, tức là trạch pháp giác chi. Và phải thời là để tu tập, mà Đức Thế Tôn đã nói ở đây là phải thời. Và này các tỳ khưu, trong khi tâm dao động, trong khi ấy phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm dao động thật dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp này. Ví như này các tỳ khưu, có người muốn dập tắt một đống lửa lớn, ở đây người ấy ném vào lấy cỏ ướt, củi ướt, phân bò ướt, để giữa gió và trời mưa, và còn rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt ngọn lửa lớn ấy được không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, trong khi tâm dao động, trong khi ấy phải thời là tu tập khinh an giác chi, phải thời là tu tập định giác chi, phải thời là tu tập xả giác chi. Vì rằng tâm dao động thật dễ được tịnh chỉ nhờ những pháp này. Nhưng đối với niệm, này các tỳ khưu, ta nói rằng ích lợi trong mọi trường hợp. Thì như vậy, khi nào mà tâm của chúng ta mà dao động, thô tháo, hăng hái quá mức, nhiệt tình quá mức, đó, tâm dao động quá, thì lúc đó nên kiếm một chỗ vắng, an tịnh nào đó, ngồi xuống, thả lỏng buông xả, nghỉ ngơi trong sự hay biết. Là như vậy là tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi.
quan sát các pháp, ngồi buông xả, an tịnh, pháp nào cũng được, không có quan trọng là gì cả, trạng thái mình cứ nghỉ ngơi thôi, thì nó không sân hận, không tham đắm bất cứ một trạng thái gì thì sẽ có được xả, luôn tác ý tâm như vậy. Và như vậy là chúng ta sẽ cân bằng được tâm. Mà đối với tôi thì thường hành thiền ở những nơi hoang vắng, xa xôi, hoặc là những khi buồn chán, không hoan hỷ với pháp, thì rất là phải thời, rất là phải thời để tu tập hỷ giác chi. Hoặc là như vừa rồi tôi ngày ngật, buồn ngủ, rã rượi, thì phải thời là tu tập tinh tấn và hỷ giác chi. Như vậy ở đây làm thế nào mà để tu tập được hỷ giác chi? Thì trong sách ở đây tôi có ghi lại các cách để làm phát sinh hỷ giác chi. Thì mọi người có thể tùy theo căn tánh, căn duyên của mỗi người mà áp dụng một trong các pháp, lần lượt các pháp hay tất cả các pháp này. Cách làm phát sinh hỷ giác chi là đọc về ân đức Phật, tưởng niệm về các minh và hạnh của Ngài, các khả năng trí tuệ thần thông, trí tuệ thần thông của Đức Thế Tôn. Đấy. Cách thứ nhất là phát sinh hỷ giác chi. Cách thứ hai, đọc lại, nghe lại những đoạn pháp mà mình cảm thấy hoan hỷ, hứng thú. Thì cái này tôi thường đọc lại pháp do mình trích dẫn và nghe lại pháp do chính tự thân thuyết pháp, cảm thấy rất là hoan hỷ và phù hợp nữa. Thứ ba, pháp thứ ba ở đây là đọc các câu chuyện về các vị thánh văn, các vị A-la-hán, các bậc thánh tăng hay một tấm gương tu tập nào đó. Cái này thì tôi rất thường xuyên áp dụng. Bốn, nhớ lại những phút giây mình đã thực hiện các thiện pháp như bố thí giữ giới hay những giây phút hoan hỷ trong thiền định, thiền tuệ hoặc là trong một thiện pháp nào đó. Thì cái này nghe pháp do chính mình thuyết thì cũng là một cách như vậy. Vì những bài pháp mà tôi đọc và thuyết trong thời gian gần đây thì nó thường liên quan đến thực tế của bản thân, nó liên quan đến những cái thiện nghiệp mà tôi đã từng tạo, rồi những bài học trong đó, đó toàn là thiện nghiệp. Mình đã tạo ra thiện nghiệp xong mình nhớ lại thiện nghiệp đó làm cho thiện pháp được tăng trưởng hoan hỷ thì là quả thiện sẽ càng tăng trưởng hơn. Giống như bạn có một cái cây đã ra hoa kết quả, trái sai đầy cành rồi, bạn vẫn còn biết cách chăm sóc, chăm bón phù hợp cho cái cây đó, thì khi thu hoạch xong cái cây mùa vụ hoa trái đó rồi thì đến mùa vụ sang năm thì bạn lại tiếp tục có được một cây sai chín đầy quả ngon ngọt, đầy trái ngon ngọt. Thế cũng là như vậy, nếu bạn có một thiện pháp nào đó, bạn nhớ lại những thiện pháp đó bạn đã thực hành thì tâm bạn phát sinh hoan hỷ, quả thiện tăng trưởng là chắc chắn, quả có thiện pháp được tăng trưởng, đó là chữ chắc chắn. Mà trong việc bố thí có 3 giai đoạn: hoan hỷ trong lúc bố thí, hoan hỷ trước lúc bố thí, hoan hỷ trong lúc bố thí và hoan hỷ sau khi bố thí. Đây ngoài ra còn có pháp thứ 5 nữa là nhớ lại những giá trị lớn lao mà pháp đã đem lại cho bản thân mình. Nếu khi nào buồn chán, bạn nhớ lại xem là từ ngày bạn đến với pháp và luật này, bạn có được giá trị gì, bạn có được an vui gì, bạn có được lợi ích gì so với trước đây. Thì khi nhớ lại những giây phút đó thì bạn sẽ đánh bại được sự buồn chán. Thì ở đây là 5 cách để làm tăng trưởng hỷ giác chi. Mong sao với những pháp
mà tôi đã giảng nói trên đây đã được chính bản thân thực hành, cảm thấy rất an vui, an lạc. Mong sao các bạn cũng khéo léo thực hành và đúc rút cho mình những giá trị riêng, những kinh nghiệm riêng, những bài học riêng thật là sát hợp, thật là ích lợi, thật là an lạc, thật là trí tuệ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, là bậc chánh đẳng chánh giác. Pháp đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng là pháp tối thượng vi diệu trên thế gian, là pháp cho kết quả ngay ở hiện tại, vượt qua thời gian và không bị gián cách bởi không gian, là pháp đến để mà thấy, hướng vào bên trong để mà thấy, là pháp mà bậc trí có thể tự mình chứng ngộ. Còn đem hết lòng thành kính đảnh lễ pháp bảo ấy. Hội chúng tỳ khưu tăng được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn, thực hành trọn vẹn theo lời dạy của Đức Thế Tôn là con đường trung đạo, là con đường bát chánh đạo, là con đường phạm hạnh, không hại mình, không hại người. Hội chúng ấy đã chứng đắc bốn đạo, bốn quả và niết bàn, là những chúng sanh xứng đáng được thọ nhận các vật phẩm cúng dường, xứng đáng được chắp tay lễ bái cúng dường, xứng đáng nhận những vật phẩm chân quý nhất. Các ngài là cánh đồng phước tối thượng trên thế gian. Còn đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng tỳ khưu tăng ấy. Do lời chân thật đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Mong sao cho con đoạn tuyệt hết tất cả các phiền não, chặt đứt tất cả mọi trói buộc và chứng ngộ niết bàn. Mong sao các chúng hữu tình khác cũng được an vui theo như ý nguyện. Pháp thiện là ánh sáng, pháp bất thiện là bóng tối. Khi có ánh sáng thì bóng tối biến mất. Ví dụ này thật là sát hợp. Chỉ cách đây khoảng 5 phút thôi, 10 phút thôi, tôi đã thất niệm thật là lâu. Tâm lang thang như vậy thật là nguy hiểm. Và tâm tưởng tượng, gợi ý, vẽ vời, dụ dỗ vào những dục lạc của cuộc đời. Dục lạc của cuộc đời thật say mê, dưới nhiều hình thức, đủ kiểu dạng khác nhau. Không có quyến rũ nào, không có say mê nào là nhỏ cả. Quả thật là vậy. Nhưng rồi sau đó tôi đã tác ý đến việc đọc pháp, thuyết pháp. Trước hết là để cho
tự thân được an lạc. Vâng, tôi thuyết pháp cho chính bản thân tôi nghe trước tiên. Thật sự là vậy. Khi còn ở Việt Nam, thực hiện các đĩa CD Hương vị Pháp Bảo 1, Hương vị Pháp Bảo 2, tôi còn nghĩ rằng là mình đọc pháp, thuyết pháp để cho người khác. Nhưng từ khi đến khu vườn rừng này, đọc pháp, nghe pháp do chính mình thuyết ra, tôi cảm thấy an lạc và lợi lạc vô cùng kể. Và để làm tăng thêm niềm hoan hỷ nơi chánh pháp ấy, tôi sẽ kể câu chuyện về vị trưởng lão Upasena, vị tỳ khưu đệ nhất ở trong rừng, đệ nhất với hạnh ở rừng, và có hội chúng tỳ khưu rất là nhu thuận, dễ dạy, thực hiện theo lời hướng dẫn của vị đó. Khác với vị tỳ khưu Revata, chính xác là khác với Saji Revata mà sau này trở thành vị tỳ khưu Revata. Vị này là đệ nhất về hạnh ở rừng sâu, còn ngài Upasena là đệ nhất về hạnh ở rừng. Ngài Upasena cũng thuộc trong gia đình ngài Sariputta. Có thể nói trong pháp và luật của Đức Thế Tôn Gotama thì gia đình ngài Sariputta có thể gọi là gia đình của những vị thánh tăng. Vì trong gia đình này có rất nhiều người xuất gia. Cả 7 người con đều xuất gia. Cả 7 vị đều là A-la-hán thánh tăng. Trong đó có 3 vị tỳ khưu tăng. Là một vị là đại đệ tử của Đức Phật. 2 vị kia là đệ nhất về một hạnh nào đó. Tức là thượng thủ thinh văn. Còn ngài Sariputta là tối thượng thinh văn. Thì ngài Upasena thường được gọi là ngài Upasena, con trai của Vankanta. Vì bố của tất cả những người đó là dòng dõi Vankanta. Thì những gì tôi được đọc, được biết về ngài thì có những mấy mẩu chuyện liên quan đến ngài như sau. Ngài xuất gia rất hoan hỷ trong pháp và luật của Thích Thế Tôn. Hoan hỷ đến nỗi mà chỉ trải qua được 1 năm xuất gia tỳ khưu thôi. Có người xin tu lên với ngài. Và ngài đã cho tu lên. Và như vậy là sau mùa an cư kết hạ năm đó là ngài dẫn đệ tử về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới hỏi là: này Upasena, đây là gì của ngươi? Đây là đệ tử của con. Thế ngươi được mấy năm rồi? Dạ con được 2 năm. Thế còn người đệ tử này được mấy năm rồi? Dạ đệ tử được 1 năm. Thế là Đức Thế Tôn mới của trách ngài Upasena rằng: này Upasena, ngươi thật là quá đa đoan. Ngươi đã quá sớm nghĩ đến việc có đồ chúng, trong khi chính ngươi còn phải học hỏi, còn có những việc cần phải làm hơn nữa, còn có những pháp cần phải chứng đạt hơn nữa, thì ngươi lại quá sớm nghĩ đến việc đa đoan là có hội chúng, có đệ tử. Sau lời của trách của Đức Thế Tôn thì Đức Ngài Đức Thế Tôn đã thiết chế điều luật liên quan đến việc thầy tế độ và đệ tử. Còn điều này là ghi rõ trong tạng luật.
Còn về phần ngài Upasena, sau khi Đức Thế Tôn của trách như vậy thì ngài đã tự nhủ, ngài đã hiểu ra vấn đề. Đức Thế Tôn nói như vậy là bởi vì quả thật ta chưa phải là vị A-la-hán, ta vẫn còn lậu hoặc, vẫn còn phiền não. Vậy thì làm cách nào đó ta có thể trở thành một vị không còn phải làm mối bận tâm cho Đức Thế Tôn nữa, và trở thành bậc vô học, không còn phải học hỏi gì nữa. Thì ngay sau đó ngài đã sống ở một nơi hoang vắng, nhiệt tâm, tinh cần, không phóng dật. Và trên thế gian lại xuất hiện một vị A-la-hán nữa, đó là ngài Upasena. Sau đó trải qua một thời gian thì ngài Upasena có nhiều đệ tử, có rất nhiều đệ tử đến tu tập với ngài. Có một lần thì ngài có một lần thì trước đấy thì là Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ khưu trong thành Ratchakaha rằng: này các tỳ khưu, ta muốn thiền tịnh trong vòng 3 tháng. Vậy thì trong vòng 3 tháng đó không có một vị tỳ khưu nào được đến gặp ta, trừ một vị mang thức ăn cho ta. Và các vị tỳ khưu hội chúng ở thành Ratchakaha vâng đáp lời Đức Thế Tôn. Trong khi Đức Thế Tôn thiền tịnh như vậy thì hội chúng tỳ khưu thành Ratchakaha đã bàn bạc với nhau và tự ý đưa ra một quyết định là ai mà tự ý đến gặp Đức Thế Tôn, cố ý đến gặp Đức Thế Tôn thì sẽ bị phải sám hối tội pachitidya, ứng đối trị. Thì ngài Upasena, con trai của Vangantạ, dẫn hội chúng đệ tử của mình là các vị tỳ khưu ở rừng từ phương xa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, vào gặp Đức Thế Tôn. Sau khi hỏi thăm về đi đường xa có mệt không, khất thực có khó khăn không, sức khỏe có khá không, mọi việc có được tốt đẹp không, thì Đức Thế Tôn mới hỏi ngài Upasena rằng: này Upasena, ngươi có biết rằng là hội chúng tỳ khưu ở thành Ratchakaha phổ biến điều học rằng là ta muốn thiền tịnh trong vòng 3 tháng. Trong vòng thời gian đó mà bất cứ vị tỳ khưu nào mà đến gặp ta thì sẽ buộc phải sám hối tội pachitidya. Thì ngài Upasena đã trả lời Đức Thế Tôn như sau: bạch Đức Thế Tôn, thưa ngài, kính thưa ngài, hội chúng tỳ khưu ở thành Ratchakaha sẽ được biết đến với điều học do tự họ quy định ra của riêng họ. Còn chúng con sẽ không tự ý chế thêm bất cứ điều học nào mà Đức Thế Tôn đã chế định. Chúng con cũng sẽ không bỏ đi bất cứ điều học nào mà Đức Thế Tôn đã chế định. Chúng con sẽ nghiêm chỉnh thực hành đúng đắn, trọn vẹn và đầy đủ theo như những gì Đức Thế Tôn đã chế định. Và Đức Thế Tôn, đấng Pháp Vương vô thượng, bậc thầy của trời và người, đã cất giọng phạm âm với tám tuyệt hảo: này Upasena, lành thay, tốt đẹp thay, đúng là như vậy, nên nghiêm chỉnh thực hành theo những gì ta đã chế định, không nên chế định thêm những điều ta không chế định, và không nên bỏ đi những điều ta đã chế định. Lành thay là việc thực hành theo như những gì ta đã chế định. Rồi sau đó Đức Thế Tôn bằng thời pháp thoại đã làm cho ngài Upasena và hội chúng của mình được an lạc, được hoan hỷ, được tăng trưởng về trí tuệ. Rồi sau đó Đức Thế Tôn trỏ vào một vị tỳ khưu ngồi gần ngài. Ngài mới hỏi như sau: này tỳ khưu, ta thấy ngươi mang y phấn tảo, y là vải lượng quăng bỏ bằng sụ cụ lạ. Thì đối với ngươi, việc mang y phấn tảo
nặng nề như vậy, người có cảm thấy thoải mái không? Thì ngự vị tỳ khưu này, Bạch Đức Thế Tôn, con mang y phấn tảo này là những miếng vải thô ráp, là những miếng vải quăng bỏ ghép lại chắp lại thành y, con cảm thấy rất là nặng nề, khó chịu, không được thoải mái cho lắm. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: thế tại sao ngươi lại làm như vậy? Dạ Bạch Đức Thế Tôn, thầy thế độ của con thực hiện như vậy. Hơn nữa thầy thế độ của con cũng có giáo giới với chúng con rằng điều này là an lạc, điều này đã đem lại an lạc lâu dài, lợi ích lâu dài về sau. Này các tỳ khưu, đó là việc mang y phấn tảo. Cho nên chúng con cũng thực hành theo như lời dạy của thầy con. Mặc dù là chúng con vì niềm tin nơi vị thầy mà chúng con thực hành điều này, chứ thực ra con cảm thấy là mang y phấn tảo này rất là nặng nề, thô nhám và khó chịu. Đức Thế Tôn bảo: lành thay, lành thay, này Upasena, ông đã giáo giới các vị tỳ khưu này như thế nào vậy? Này Upasena mới trả lời Đức Thế Tôn như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con đã giáo giới thu nhận các vị đệ tử của con và cho các vị nương nhờ với con như sau: những ai đến muốn đến nương nhờ với con hoặc những ai muốn đến xuất gia với con thì con nói như sau: này tỳ khưu, ta là vị tỳ khưu ở rừng, ta là vị tỳ khưu chỉ sử dụng ba y, y là Pang Su Kula vải quăng bỏ, ta là vị chuyên thực hành pháp khất thực. Nếu ông muốn nương nhờ nơi ta, nếu ngươi muốn xuất gia với ta thì cũng hãy thực hành như vậy, và như vậy thì con sẽ ban cho cái vị đó là phép nương nhờ, hoặc là ban cho cái người cư sĩ kia phẩm mạo tỳ khưu xuất gia với con là thầy tế độ. Và bằng cách giáo giới như vậy thì đã có những vị như thế này nương nhờ với con, và những vị này đã xuất gia với con. Đức Thế Tôn tán thán: lành thay, lành thay là như vậy, tốt đẹp thay là như vậy. Upasena, con trai của Văng Căn Tạ, người quả là khéo léo, thiện xảo và thần thục. Khi có được những vị tỳ khưu rất nhu nhuyến, dễ dạy như thế này. Và rồi Đức Thế Tôn nói như sau: vậy thì từ nay trở đi, vị tỳ khưu nào là vị tỳ khưu chỉ sử dụng ba y, y là quăng bỏ, sống ở trong rừng, vị thực hành pháp khất thực để sinh sống, những vị tỳ khưu như vậy được phép đến gặp ta. Và rồi sau đó khi ngài Đại Đức Upasena cùng với hội chúng của mình đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nhiễu vòng quanh ba vòng ở bên phải và ra đi, thì ở phía ngoài các vị tỳ khưu, một số vị tỳ khưu ở thành Ratchakha đã đợi chờ sẵn, nói rằng: này Đại Đức, Đại Đức có biết được rằng là trong vòng 3 tháng thiền tịnh không được phép đến gặp Đức Thế Tôn, và ai đến gặp Đức Thế Tôn thì sẽ phải sám hối tội Pachitika. Thì Đại Đức Upasena đã trả lời là như trước, là hội chúng của thành Ratchakha sẽ được biết đến với riêng họ, với điều luật họ quy định. Và cuối cùng ngài kết luận là Đức Thế Tôn đã cho phép là vị tỳ khưu nào là vị ở rừng, chỉ sử dụng ba y, y là vải quăng bỏ, sinh sống bằng sự khất thực, thì những vị tỳ khưu như vậy được phép đến diện kiến Đức Thế Tôn. Và nghe nói là như vậy thì các vị tỳ khưu ở nơi này nơi kia trong chú xá, vì muốn mong mỏi được gặp Đức Thế Tôn, khát khao được gặp Đức Thế Tôn, cho nên đã quăng đi những tấm trải nằm, rồi cũng là vị ở rừng, sử dụng ba y và thực hiện để với ước muốn được gặp Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà tuy nhiên là những tấm trải nằm này các vị mới sử dụng, cho nên là quăng bỏ đi quá sớm, nên sau đó Đức Thế Tôn đã có điều luật chế định về quy định về thời gian sử dụng tấm trải nằm. Thế như vậy là câu chuyện về ngài Upasena là phần một là kết thúc ở đây. Còn
Ngài Upasena mà lúc mà Ngài nhập diệt Niết Bàn là một đoạn vô cùng là cảm động. Vô cùng là cảm động. Lúc đó Ngài đang ở trong hang đầu rắn. Có cả Ngài anh trai của Ngài là Ngài Sariputta đang ở đó. Thì có hai con rắn đùa nghịch ở trên mái vòm hang. Xong là rớt xuống thân của Ngài. Và rồi một con trong lúc giận cá chém thớt đã cắn Ngài. Và rồi Ngài Upasena nói với các vị tỳ khưu như sau: Này các hiền giả, các hiền giả hãy mang chiếc giường này cùng với cái thân này ra ngoài hang trước khi cái thân này sẽ tan rã ra như một nắm rơm. Thì Ngài Sariputta mới lấy làm ngạc nhiên, mới nói với Ngài Upasena rằng: Này Upasena, ở đây tôi không thấy các căn của hiền giả có sự đổi khác, các căn của hiền giả có sự biến đổi. Thì sao hiền giả lại nói như vậy? Thì Ngài Upasena đã trả lời như sau: Thưa hiền giả, đã từ lâu tôi không nghĩ rằng các căn này là của tôi. Tôi là các căn này, hay tôi nằm trong các căn này, hay các căn này là tôi. Ý ngài nói về không, ngài không quan sát thân này nằm trong ngũ uẩn, ngũ uẩn này nằm trong thân, thân này là ngũ uẩn này là thân, sắc này là ngũ uẩn. Ngài không quan sát như vậy. Thì rồi sau đó các vị tỳ khưu đã mang ngài, bê ngài cùng với chiếc giường ra phía ngoài hang. Thì ngay tại đó thân thể của ngài đã giã ra như một nắm rơm. Vậy ở đây chúng tôi hiểu và chúng tôi phân tích như sau: giã ra như một nắm rơm có nghĩa là bộ phận nào đi rời ra bộ phận đó. Tóc rời ra, tóc còn trên đầu rời ra, răng rời ra, rồi những tay chân rời ra, rồi mắt có thể rời ra, mắt rời ra, tai rời ra, các bộ phận nào trên thân thể rời ra nguyên bộ phận đó luôn, thậm chí cả các bộ phận nội tạng của ngài, tim, gan, rồi cũng rời ra hết luôn. Rời ra từng bộ phận một, tách biệt ra riêng luôn. Thì tay chân ngài cũng rời ra luôn, từng ngón tay ngón chân cũng rời ra luôn. Bản kinh văn đề là giã ra như một nắm rơm. Thì chúng ta hiểu là nắm rơm mà được bó lại rồi bây giờ tuột sợi dây ra, bó lại thì nó sẽ rời ra từng cây rơm một, từng cây rơm, từng cọng rơm một. Thì chúng tôi cho rằng á, dựa trên một số các bản chú giải thì chúng tôi cho rằng là ngài đã thực hiện một loại thần thông đặc biệt, là ngài biến thân thể của mình ra thành như vậy khi mà lúc ngài nhập diệt Niết Bàn. Làm sao ngài các ngài ngài lại làm như vậy? Là bởi vì ngài muốn dùng cái thân này trong lúc nhập diệt để làm một cái bài học giáo giới các vị tỳ khưu và các vị chư thiên, là một bài pháp pháp thân sống động cho thấy rõ 32 thể trược, từng bộ phận trên cơ thể của con người thật sự là chỉ ráp vào với nhau thành thành sắc thân này thôi, chứ không có gì hết, không đáng phải tham ái, không đáng phải luyến ái, không đáng phải dính mắc ở đây. Chúng tôi phân tích là như vậy. Nên tại sao mà lúc ngài Upasena nhập diệt Niết Bàn lại đem lại an lạc, hãy đem lại hỷ lạc, hãy đem lại trí tuệ cho những người có niềm tin nơi chánh pháp, những người muốn tăng trưởng các thiện nghiệp và chứng ngộ Niết Bàn như vậy. Và Đức Thế Tôn đã tuyên bố về địa vị của Ngài Upasena là vị tỳ khưu đệ nhất ở trong rừng và có hội chúng đệ tử, hội chúng nương nhờ là dễ dạy, nhu thuận, khéo huấn luyện.
Mong sao với sự thật này sẽ đem đến niềm hỷ lạc và trí tuệ, dẫn dắt cho tôi và tất cả các chúng sanh thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an vui và chứng ngộ Niết Bàn. Bhutang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Bhutang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Bhutang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính đi đến nương nhờ nơi Đức Phật. Con đem hết lòng thành kính đi đến nương nhờ nơi Đức Pháp. Con đem hết lòng thành kính đi đến nương nhờ nơi Đức Tăng. Do lời chân thật này, mong sao tất cả các chúng sanh và con đều đạt được sự lợi ích, đều đạt được sự an vui, đều đạt được sự tiến hóa trên con đường thoát mọi khổ ách, đạt được sự an vui và chứng ngộ Niết Bàn. Thì hôm nay nhân về nói về những vị tỳ khưu ở rừng, thì tôi xin tự đọc lại, tự đọc lại, tự thuyết lại những phần liên quan đến vị tỳ khưu ở rừng được ghi lại ở trong tạng luật. Thì trước hết là để cho tôi là một vị tỳ khưu thực hành trước tiên. Thứ nữa là để cho những độc giả muốn tìm hiểu về đời sống của các vị tỳ khưu thì cũng hay biết hơn, cũng hiểu biết hơn. Vì thực tế tôi thấy ngày nay các vị cư sĩ tại gia, nhiều vị cũng đọc nhiều, cũng học nhiều, nhưng mà sự đọc nhiều, học nhiều của họ thì có dẫn đến một sự nguy hại là ngã mạn, coi thường các vị sư. Mặc dù tôi nói thật là vị sư mà tôi nói ở phần trước là vị sư mà tôi thường gọi là làm vườn và xem tivi, thì thật sự là tôi không có phiền trách gì vị đấy. Đối với tôi thì một vị tỳ khưu là cao quý, một vị tỳ khưu là cao quý. Dù vị ấy có là xem tivi cả ngày chăng nữa thì sự thật là vị ấy vẫn có nhiều pháp cao quý, rất nhiều pháp cao quý hơn người cư sĩ đại gia, mà có những pháp mà người cư sĩ đại gia đến trọn đời không bao giờ thực hành được. Thật sự là như vậy. Thì các bạn cư sĩ tại gia, các bạn chưa sống thử đời sống của vị tỳ khưu thật sự thì các bạn chưa hết thấy hết giá trị được của một vị xuất gia. Nên cái chuyện mà các bạn coi thường, các bạn hay chê bai, hay trách móc, hay đòi hỏi các vị tỳ khưu phải tu tập giống như thời Đức Phật, thì điều đó là rất khó. Vì nếu mà tôi kể ra các câu chuyện các vị cư sĩ thời Đức Phật thì các bạn cũng còn xa, còn rất rất xa mới sánh được với một phần nhỏ bé của các vị cư sĩ thời Đức Phật. Thế cho nên là các vị cư sĩ thời Đức Phật khác ngày nay, thì đương nhiên là các vị tỳ khưu ngày nay phải khác thời Đức Phật rồi. Nên cái việc mà các vị cư sĩ mà đòi hỏi hoặc là đợi vị tỳ khưu cỡ như thế này thì chúng tôi mới đảnh lễ, mới cúng dường, thì là một thiệt thòi lớn cho chính các bạn thôi. Cúng dường cung kính đến những vị tỳ khưu
mà đến như là quý vị mà thực hành mà, thậm chí còn tệ hơn cả vị xem tivi và tưới cây kia nữa, thì tôi thấy vẫn có nhiều phước báu, vẫn có nhiều không biết bao nhiêu phước báu. Mà khi các bạn nghĩ rằng là cúng dường cho Bhikkhu Sanghassa, nghĩa là vị tỳ hưu tăng, thì phước báu luôn luôn là vô lượng. Còn lại vị kia mà thực hành thiện pháp hay thực hành ác pháp là việc của vị đó. An lạc hay không an lạc cũng là đời sống của vị đó. Còn chính chúng ta thì khi cúng dường chúng ta với tâm xả ly tha mái, với sự tác ý để hộ trì cho Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại về lâu về dài. Khi các bạn tác ý như vậy thì không quan trọng vị kia là ai, thực hành pháp thế nào, điều đó không quá quan trọng, không hề quá quan trọng chút nào. Và như thế thì các bạn luôn luôn được sự an vui, luôn luôn được sự lợi ích, luôn luôn được sự tấn hóa. Thì tôi nhân đây thì như đã nói ở chủ đề ban đầu, thì hôm nay tôi sẽ nói về một số phận sự và một số câu chuyện liên quan đến các vị tỳ khưu ở rừng. Thời bấy giờ có một số vị tỳ khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị này thì không có tích trữ nước uống, cũng không tích trữ nước rửa, cũng không có vật đánh lửa, không có vật tạo ra lửa, cũng không biết về vị trí của các phương hướng đông tây nam bắc, cũng không biết vị trí của các ngôi sao để dựa vào đó tính toán ngày giờ. Thì thời Đức Phật thì là dựa vào vị trí của các ngôi sao để tính toán ngày giờ chứ không như bây giờ. Thì có bọn người xấu là bọn kẻ cướp ở trong rừng, thì chúng đã tìm đến nơi cư ngụ của các vị tỳ hưu đó, và chúng có đòi hỏi các ngài có nước rửa không? Anh bạn à, chúng tôi không có nước rửa. Thế các ngài có nước uống không? Anh bạn à, chúng tôi không có nước uống. Thế các ngài có vật đánh lửa không? Vật tạo ra lửa không? Anh bạn à, chúng tôi cũng không có vật đánh lửa, vật tạo ra lửa. Thế thì hướng này là hướng ni à, thưa ngài, đông tây nam hay bắc? Tôi cũng không biết anh bạn à. Thế thưa thưa ngài là hôm nay là liên quan đến ngày gì, liên quan đến vấn đề gì? Ồ, việc này chúng tôi cũng không biết à. Và thế là bọn người xấu, bọn kẻ cướp đã nghĩ rằng, ồ, chẳng có cái gì dự trữ thế này, mà chẳng biết gì về phương hướng, chẳng biết về đường đi lối lại thế này, thì đây chắc không phải tỳ khưu à, giả hiệu. Và chúng đã đánh đập, hành hạ các vị tỳ khưu, vì nghĩ rằng là đây cũng là một bọn lang bạt, ăn trộm ăn cướp như mình thôi. Và sau lý đó thì các vị tỳ khưu đã trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn đã quy định cho phận sự của vị tỳ khưu vào rừng phải có tích trữ nước uống, phải có tích trữ nước rửa, phải có dụng cụ để đánh lửa, phải học về các phương hướng, học về xác định cách xác định các phương hướng, rồi phải học về một phần hoặc toàn phần về vị trí của các ngôi sao để biết được hướng nào là hướng đông, hướng tây, để biết được ngày này là ngày nào, ngày liên quan đến ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, hay là ngày thì trăng tròn, hay là ngày thì trăng lặn hoàn toàn. Như vậy là phận sự của vị tỳ khưu ở rừng. Thì mà hơn thế nữa, tôi nói chi tiết thêm hơn nữa là về cái việc tích trữ nước uống và tích trữ nước rửa, thì là nước uống và nước rửa phải để sẵn ở ngoài cốc, ngoài cái cốc mà cái vị tỳ khưu đó ở trong rừng, để khi mà bọn người xấu đến thì thấy có nước uống cần uống ngay, cần uống uống được ngay, cần rửa rửa được ngay, và như vậy nó không có tìm vào cốc để tìm kiếm hoặc là làm phiền vị tỳ khưu nếu như trong trường hợp vị tỳ khưu ở trong đó. Vậy nước uống nước rửa là phải để sẵn ở bên ngoài rồi, sẵn sàng. Thì cũng tâm sự với các bạn là tôi được cái là cũng cẩn thận và cũng nhớ lời Đức Phật dạy,
Nên mặc dù ở thiền viện hoặc là ở chùa nọ chỗ kia, tôi thường có thói quen là tích trữ nước rửa. Bao giờ tôi cũng làm một 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 thùng đầy, một thùng đầy, hoặc là nếu một thùng lớn thì là nửa thùng đầy, ít nhất là nửa thùng đầy. Và như thế đấy, trong chùa trong khi mà bị cúp nước hoặc là thau bể, chuyện nọ chuyện kia xảy ra thì các vị khác là thường nháo nhác là không có nước rửa, không có nước dội nhà vệ sinh, mà riêng tôi thì lúc nào cũng có. Nhiều khi tôi cũng hơi thích chí, hơi tự đắc thái quá, mà nói rằng là đấy là phần thưởng dành cho vị tỳ khưu làm theo lời Phật dạy. Thì đó là phận sự thứ nhất của vị tỳ khưu ở rừng. Một phận sự nữa mà có câu chuyện xảy ra đến một vị tỳ khưu trong rừng là khi có việc cần đi lại ở trong rừng thì vị này bị vấp té, có thể là bị ngã chỗ nọ ngã chỗ kia, rồi là đi vào buổi tối thì là có thể là bị rắn cắn. Thế thì cho nên là vị tỳ khưu trong rừng là nên nên có cây gậy trống. Mà nhưng mà có một số vị thì có gậy rồi thì lại mang luôn đi ra ngoài đường, đi vào khu dân cư, đi đường xa, đi từ rừng đi ra ngoài làng, rồi từ làng này sang làng khác. Rồi vị này thấy gậy thì rất là tiện lợi, treo luôn túi xách rồi bát trên đó tòng teng đi như vậy. Thì ở trong làng nọ thì có xảy ra bọn trộm cướp vào cướp. Lúc nhà anh em Tốn thì nó chạy ra ngoài đường rồi. Thì lúc đó những người trong làng này đuổi bắt. Đuổi bắt thì thấy xa xa có người quẩy cái gậy, có cái đeo cái túi tòn ten, thì túm ngay lại, tưởng đấy là kẻ trộm. Thì nhưng mà sau khi nhận ra đấy không phải là kẻ trộm, lại là tỳ khưu. Vị tỳ khưu này về mới đi đến một chú xá tiếp theo thì mới kể lại câu chuyện đó với các vị tỳ khưu ở chú xá đó. Thì các vị mới trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới đưa ra điều quy định là không nên sử dụng gậy như vậy ở trong khu dân cư. Khi mà tỳ khưu mà đi vào làng, đi vào khu dân cư, bỏ gậy lại. Thì nhưng mà sau đó thì có một vị tỳ khưu là bị bệnh, vị tỳ khưu bị bệnh. Thì vị này nếu không có gậy để mà gánh đồ đạc, gánh y, gánh bát, gánh túi xách thì không thể nào mà di chuyển được một cách tốt đẹp, mà bị bệnh mà. Nên là Đức Thế Tôn mới nới lỏng quy định là thì trừ ra đối với vị tỳ khưu bị bệnh thì là kể cả trong khu vực dân cư thì vẫn được chống gậy, vẫn được dùng gậy để mà mang vác đồ đạc, nhưng mà trong trường hợp bệnh không thể nào mà dùng sức của mình, không có gậy mà mang vác đồ đạc của mình đi được. Thì đây là quy định dành riêng cho vị bị bệnh. Rồi còn một quy định nữa, mà quy định này là chung cho cả vị tỳ khưu ở rừng lẫn vị tỳ khưu ở nơi thành thị hay phố xá, mà tôi thấy cũng là cần thiết để nói ra. Đó là trong trường hợp mà vị tỳ khưu mà rời khỏi chú xá, đi đến chú xá khác, nhất là những chú xá đấy lại ở trong rừng nữa, mà vị ấy rời đi rồi thì là trong chú xá không còn ai nữa, thì vị ấy phải việc thực hiện việc dọn dẹp và bảo vệ các cái đồ của tăng, mà những cái đồ mà trong tạng luật có ghi là giường, ghế và tọa cụ. Giường thì phải lấy 4 cục đá, nếu mà trong trường hợp mà cốc mà dột thì phải lấy 4 cục đá kê lên trên, 4 cục đá để vào cái chỗ mà không bị dột. Còn nếu mà lập được mái chữa lại chỗ dột được thì càng tốt. Rồi sau đó là để những cái đồ vật khác lên trên trên cái giường, có bốn kê 4 cục đá đấy để chống mối, mối xông, chống mối xông, chống ẩm thấp, rồi sau đó mới để các tọa cụ lên trên cùng. Còn nếu mà trong trường hợp mà chú xá quá dột thì
Vị tỳ kheo có thể nên mang những cái đồ đạc theo sức mình đó, đó, như là những đồ vật nhẹ như là tọa cụ, để mang đến gửi ở cái làng của cái người cư sĩ hộ độ gần đó, thì có được phép gửi ở trong làng. Thì đây là phận sự của vị tỳ kheo đó, pháp hành của vị tỳ kheo đó, một trong 14 pháp hành của vị tỳ kheo đó. Thì đây là một phận sự nữa của vị tỳ kheo ở trong các chú xá, và nhất là những chú xá ở trong rừng, vì điều kiện trong rừng là thời tiết cũng khắc nghiệt, khí hậu là ẩm, đôi khi là mưa nhiều là rất ẩm thấp, rồi là có rất nhiều loài sinh vật có thể là gây tổn hại đến các đồ vật của tỳ kheo tăng, như là mối mọt, rồi các loài gặm nhấm. Thì đây là phận sự tiếp theo của vị tỳ kheo ở rừng. Thì một trong những phận sự của vị tỳ kheo nữa là, thì bây giờ tôi nói thêm một số phận sự khác của các vị tỳ kheo, kể cả là ở trong rừng lẫn lẫn không ở trong rừng. Đó là các vị tỳ kheo là phải có biết về số lượng các vị tỳ kheo, đếm số lượng các vị tỳ kheo trong cùng một khu vực động, trong cùng một khu vực cộng trú, phải biết. Điều thứ hai nữa là phải biết ngày ngày giờ, phải biết ngày giờ, biết tính toán ngày giờ, dù ở trong rừng hay không ở trong rừng, phải biết dựa vào vì các vì sao để tính toán ngày giờ. Thì tại sao lại phải có hai điều này, là vì là có một thời là các người dân chúng mới thấy các vị tỳ kheo mới hỏi là: thưa các ngài, ở chỗ các ngài cư ngụ thì có bao nhiêu vị tỳ kheo tất cả? Thì các vị tỳ kheo mới nói là: chúng tôi không biết à. Thì dân chúng họ mới chê bai như sau: các vị tỳ kheo này họ còn không biết được lẫn nhau thì họ còn biết điều gì tốt đẹp ở trên đời nữa đây. Và như vậy là họ chê bai, và làm điều này được trình lên Đức Thế Tôn, và điều này cho thấy là nếu mà các vị tỳ kheo mà sống như thế này thì làm ảnh hưởng đến uy tín của tăng, làm không phát sanh đức tin đến những người chưa phát sanh đức tin, và có thể làm thay đổi niềm tin ở những người đã phát sanh đức tin. Đấy, cho nên là Đức Thế Tôn mới chế định là các vị tỳ kheo phải biết số lượng của nhau, biết số lượng của vị tỳ kheo trong cái khu vực đó, một khu vực đồng cộng trú, như là các tỳ kheo sống xung quanh một ngôi làng phải biết có bao nhiêu vị, các vị tỳ kheo sống ở trong chung trong một ngôi chùa là phải biết có bao nhiêu vị. Thì các vị tỳ, rồi sau đó thì các vị mới bạch Đức Thế Tôn là cái việc đếm số lượng tỳ kheo này thì nên thực hiện vào ngày nào. Thì Đức Thế Tôn bảo là: ta cho phép việc đếm số lượng tỳ kheo này vào ngày tụng giới bổn Uposatha Patimokkha, tức là sẽ là ngày mai đây. Thì cái việc mà rồi đó là việc đếm số lượng tỳ kheo. Còn một việc nữa là các người dân chúng mới hỏi là: thưa các ngài, hôm nay là ngày nào, hôm nay là ngày gì? Thì các vị tỳ kheo cũng không biết. Thì dân chúng họ vốn có quan niệm là các vị bậc xuất gia là những người thiên thông thiên văn dưới tường địa lý, chứ không thể có chuyện mà lại đối với họ không biết ngày giờ như vậy, không biết vì sao như vậy, phương hướng như vậy, là họ cho là dốt. Và đúng là thế thật, dân chúng thời đó rất tôn kính các vị sa môn, coi các bậc sa môn, các bậc xuất gia là những bậc hiền trí. Thế họ đã chê bai như sau: ngày hôm nay là ngày gì, liên quan đến điều gì mà các vị còn không biết được, thì các vị còn biết được điều gì tốt đẹp trên đời. Thế là các vị mới hỏi Đức Thế Tôn, mới bạch đến Đức Thế Tôn, và Thế Tôn là: ta cho phép các vị tỳ kheo là phải phải học về các vì sao, để và một phần hay toàn bộ để biết được việc tính toán ngày giờ. Thế là các vị mới bạch bạch trước Thế Tôn là cái việc phận sự này là của vị nào, của vị tỳ kheo nào. Thì Đức Thế Tôn nói đây là phận sự của tất cả các vị tỳ kheo, đây là phận sự của tất cả các vị tỳ kheo.
Rồi sau đó thì lại có câu chuyện liên quan đến là ngày ngày Uposatha, ngày tụng giới. Thì có một số vị đi khất thực về quá trễ hoặc có công việc gì đó về quá trễ, nên là không kịp tham gia giờ đọc tụng Patimokkha của hội chúng tỳ khưu tăng trong cùng một khu vực đồng cộng trú. Thì các vị trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới có quy định là vậy thì phải có thông báo cho tất cả các vị tỳ khưu trong khu vực đó đồng cộng trú là hôm nay là ngày tụng giới, hôm nay là ngày Patimokkha. Thì các vị mới hỏi Đức Thế Tôn là đây là phận sự của vị nào, thì là Đức Thế Tôn nói đây là phận sự của vị tỳ khưu trưởng lão cao hạ nhất ở khu vực đó. Các vị lại hỏi tiếp là thì là thời điểm nào trong ngày thì là nên thông báo, thì Đức Thế Tôn mới nói là vào thời điểm buổi sáng. Nhưng mà vào buổi sáng thì vị ấy đã quên, không không có thông báo, nên thành ra là cái sự việc có một số vị về trễ là lại xảy ra. Các vị lại trình đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới nói là ta cho phép vào sau giờ thọ thực, thì được phép thông báo. Nhưng mà vị này vẫn quên, thì Đức Thế Tôn mới nói là ta cho phép vào đầu giờ chiều, đầu giờ chiều thì đầu vào sau bữa trưa, sau bữa trưa, dùng từ trong bản dịch là sau bữa trưa, sau buổi trưa, sau buổi trưa. Thì vị này vẫn quên. Thì các vị lại trình đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói là ta cho phép là nhớ ra lúc nào thì thông báo lúc đó. Nhớ ra lúc nào, bất kể thời gian trong ngày, là ngày nào nhớ ra lúc nào thì thông báo cho tất cả các vị tỳ khưu trong khu vực đồng cộng trú là hôm nay là ngày giới, hôm nay là ngày tụng Patimokkha. Thì như vậy là phận sự của vị tỳ khưu. Thế nhưng mà điều này thì việc thực hành ngày nay thì nó cũng hơi khác thời kỳ Đức Phật, thậm chí nhiều cái khác rất nhiều. Thì ngày giờ thì đã có lịch để tính toán rồi, thì thôi không cần phải xem trăng xem sao để biết nữa. Nhưng mà còn cái việc mà thông báo hôm nay là ngày tụng giới thì tôi thấy là trong các chùa bên Thái á, và bên Miến thì họ có quy định là họ đánh kẻng. Nhưng mà cái quy định đánh kẻng này thì họ lại không nói cho vị tỳ khưu vãng lai nơi đi đến nơi đó ở. Ví dụ như tôi đến thiền viện tôi ở 1 tháng ạ, thì tôi vì tôi tôn trọng pháp và tôi tôn trọng luật cho nên là tôi phải đi hỏi, tự tôi phải đi hỏi, nhưng không được ai thông báo hết là rằng ở đây thường là tụng Patimokkha mấy giờ, nói là họ nói khi nào nghe kẻng thì tụng. Mà trong thiền viện thì lại có đến mấy cái kẻng, kẻng có khi kẻng báo uống nước buổi trưa, uống nước sau giờ hành thiền thì cũng có kẻng, thì lúc đó cũng có khoảng 4 giờ 4 rưỡi gì đấy, rồi đến lúc tụng giới thì cũng có kẻng. Thế làm cho hôm đấy tôi nghe kẻng tôi nghĩ à kẻng gì đấy, tôi vẫn tiếp tục ngồi thiền. Là các vị tỳ khưu khác nháo nhác đi tìm tôi. Thật là đấy, tôi cũng bây giờ nhắc cái câu chuyện này cũng tâm sự với các bạn là tôi cũng phiền não thật đấy. Tại vì phiền não lớn của tôi là tôi yêu chánh pháp quá, yêu pháp và luật của Đức Thế Tôn quá, nên là nơi này nơi nọ nơi kia không thực hành được nghiêm chỉnh là tôi thấy bực mình khó chịu. Đây là một loại phiền não lớn của tôi đấy các bạn ạ. Thì đó là phận sự như vậy. Còn ở một số trung tâm thiền khác tôi nghe các vị kể là họ viết lên bảng thông báo là hôm nay là ngày Patimokkha, tụng ở đâu tụng ở đâu. Thì trong khi mà đếm số lượng tỳ khưu thì có thể đếm bằng cách đếm trực tiếp hoặc là đếm bằng cách phát thẻ. Thì ở thiền viện Warampong nơi tôi ở là đếm bằng cách phát thẻ, đúng như thời Đức Phật luôn. Cái này tôi thấy cũng vui. Trao cho mỗi người một cái thẻ là bằng tre, xong rồi thu lại. Thì cái thẻ đấy chắc là đã tồn tại lâu lắm rồi, cho nên là cái thẻ nào cũng bóng loáng lên, mặc dù nửa tháng mới dùng 1 lần.
từ hồi tôi thọ giới tỳ khưu đến giờ, 2 năm rồi, vẫn những cái thẻ đó. Có những điều thật là nhỏ nhặt, có những điều không phải là căn bản của phạm hạnh, nhưng ngày nay ở một số nước các vị tỳ khưu vẫn bảo tồn, vẫn lưu trữ. Theo tôi đó cũng là một cách tri ân đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Có điều luật nào, có điều giới nào là nhỏ đấy. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Mong sao với sự thật này, chánh pháp được trường tồn ở cõi người, đem lại an lạc cho chư thiên và nhân loại.